Xin chào các em, hôm nay chúng ta sang tiết 25, ôn tập. Câu 1, người ta dùng dụng cụ nào để đo nhiệt độ không khí? A. Khí áp kế. B. Vũ kế. C. Thùng đo mưa. D. Nhiệt kế. Các em sẽ chọn đáp án là D. Câu 2, các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản nào? A. Kim loại màu, kim loại đen. B. Phi kim loại. C. Kim loại. D. Năng lượng. Các em sẽ chọn đáp án là D. Năng lượng. Câu 3, khoáng sản kim loại có những công dụng nào? A. Để sản xuất phân bón, vật liệu xây dựng. B. Nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng. C. Dùng làm đồ gốm, sứ. D. Nguyên liệu cho công nghiệp đựa kim đen và đựa kim màu. Các em sẽ chọn đáp án là D. Câu 4, trên trái đất lượng mưa phân bố nhiều nhất ở nơi nào? A. Hai bên đường xích đạo. B. Hai chiến tuyến. C. Hai cực. D. Hai vùng cực. Các em sẽ chọn đáp án là A. Hai bên đường xích đạo. Câu 5, nguồn cung cấp hơi nước chính cho không khí là nguồn nào? A. Ao, hồ, sông. B. Biển và đại dương. C. Con người. D. Động thực vật. Các em sẽ chọn đáp án là B. Biển và đại dương. Câu 6, các mỏ nội sinh được hình thành do nguyên nhân nào? Hỏa lực và quá trình bắt bao. B. Nội lực. C. Quá trình phân hóa và tích tụ. D. Ngoại lực. Các em sẽ chọn đáp án là B. Nội lực. Câu 7, khoáng sản nào sau đây thuộc nhóm phi kim? A. Than đá, dầu mỏ. B. Cầm, chì, kẽm. C. Muối mỏ. Apatit, thạch anh, kim cương. D. Sắt, mangan, titan, crom. Các em sẽ chọn đáp án là C. Muối mỏ, apatit, thạch anh, kim cương. Câu 8, nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào khi lên cao? A. Càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm. B. Càng lên cao, nhiệt độ không khí càng tăng. C. Nhiệt độ không khí có sự khác nhau ở gần biển hoặc xa biển. D. Nhiệt độ không khí ở vùng vĩ độ thấp nóng hơn ở vùng vĩ độ cao. Các em sẽ chọn đáp án là A. Càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm. Câu 9, em hãy phân biệt thời tiết và khí hậu. Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong thời gian ngắn nhất định. Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong thời gian dài và trở thành quy luật. Câu 10. Khoáng sản là gì? Dựa theo tính chất và công dụng, khoáng sản được chia làm mấy nhóm? Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên, các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng. Dựa theo tính chất và công dụng, khoáng sản được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, khoáng sản năng lượng, còn gọi là nhiên liệu, gồm than, dầu mỏ, khí đốt, v.v. Nhóm thứ hai, khoáng sản kim loại, gồm có sắt, mangan, đồng, chì, kẽm, v.v. Nhóm thứ ba, khoáng sản phi kim loại, gồm có muối mỏ, apatit, đá vôi, v.v. Câu 11. Xác định vị trí giới hạn và đặc điểm của khí lạnh. Vị trí nằm từ 66 độ 33 phút Bắc đến 90 độ Bắc và 66 độ 33 phút Nam đến 90 độ Nam. Góc chiếu sáng rất nhỏ, thời gian chiếu sáng dao động rất lớn. Đặc điểm khí hậu, nhiệt độ, giá lạnh quanh năm.
Gió thổi thường xuyên là gió đông cực, lượng mưa dưới 500mm một năm. Câu 12. Xác định vị trí, giới hạn và đặc điểm của lưới nóng. Vị trí nằm từ 23 độ 27 phút Bắc đến 23 độ 27 phút Nam. Quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Đặc điểm khí hậu. Nhiệt độ quanh năm nóng. Gió thổi thường xuyên là gió tính phong. Lượng mưa từ 1.000 đến 2.000mm một năm. Câu 13. Xác định vị trí, giới hạn và đặc điểm của đới ôn hòa. Vị trí từ 23 độ 27 phút Bắc đến 66 độ 33 phút Bắc và từ 23 độ 27 phút Nam đến 66 độ 33 phút Nam. Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trên nhau nhiều. Đặc điểm khí hậu. Nhiệt độ. Lượng nhiệt nhận được trung bình. Các mùa thể hiện rất rõ trong năm. Có 4 mùa. Gió thổi thường xuyên là gió Tây ôn đới. Lượng mưa từ 500 đến 1.000mm một năm. Câu 14. Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào theo vĩ độ? Không khí ở vùng vĩ độ thấp là ở xích đảo, nóng hơn. Vùng vĩ độ cao là ở cực. Các em về ôn tập theo những câu hỏi này để chuẩn bị kiểm tra một tiết. Rồi, bài ôn tập hôm nay đã kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các em.